Cùng với việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thời điểm cuối năm, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với lãi suất hợp lý, qua đó đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao dịp Tết cũng như đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Có nhu cầu vay vốn mua ô tô và vật dụng sinh hoạt gia đình, chị Hương đã tìm hiểu lãi suất, điều kiện cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Ba. Sau khi làm thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng, chị đã được giải ngân nhanh chóng với lãi suất ưu đãi trên 7% một năm. Gia đình nhà tôi có nhu cầu vay vốn để mua phương tiện đi lại vào dịp cuối năm. Thì cũng được sự hướng dẫn của cán bộ của ngân hàng rất là nhanh chóng. Và đến sáng ngày hôm nay thì tôi bắt đầu làm. Và chiều hôm nay là tôi đã được ngân hàng hỗ trợ và giải ngân. Với mục tiêu phát triển tín dụng tiêu dùng, Agribank chi nhánh huyện Thanh Ba đã đẩy mạnh cho vay có tài sản thế chấp với các nhu cầu về mua đất ở, xây sửa chữa nhà, mua phương tiện. Tùy từng đối tượng khách hàng, thời gian vay mà có lãi suất phù hợp. Tính đến hết năm 2023, tổng dư nợ khách hàng vay tiêu dùng của đơn vị đạt gần 590 tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ tại chi nhánh. Vay tiêu dùng là một trong nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu trong năm 2024 là tăng trưởng tín dụng là trên 7% để đảm bảo được cái nguồn vốn tiêu dùng cho người dân cũng như là giảm các thủ tục hành chính để từ đó thì người dân được tiếp cận với vốn nó thông thoáng hơn và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ được cái nguồn vốn để phục vụ cho người dân. Năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân với dư nợ vay đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cuối năm 2022. Nhằm tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung cho vay phân khúc khách hàng bán lẻ kết hợp với sử dụng các dịch vụ của đơn vị, đồng thời đơn giản hóa quy trình, thủ tục, triển khai giảm lãi suất, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng vay vốn. Thời điểm này gia đình nhà tôi muốn sửa sang chỉnh trang nhà cửa, muốn vay hết vốn ngân hàng. Vừa qua tìm hiểu các lãi suất của ngân hàng, tôi cảm thấy ngân hàng rất phù hợp với chi tiêu của tiêu dùng. Nên là gia đình tôi quyết định vay. Đạo các ngân hàng trước hết là dành cái nguồn vốn ưu tiên cho sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa để phục vụ cho doanh nghiệp người dân đáp ứng vốn. Đấy có kỳ hạn lãi suất hợp lý và cái vòng quay nó đảm bảo để cho doanh nghiệp cũng như các khách hàng kinh doanh để giữ trữ được cái vật tư hàng hóa để phục vụ cho cái tiêu dùng. Tiếp tục để cho vay doanh nghiệp người dân đặc biệt là với cộng đồng dân cư về nhu cầu tiêu dùng. Thời điểm này, điều kiện cho vay đã được nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng của người dân sẽ tăng cao. Đây là cơ hội để các ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, từ đó hạn chế được rủi ro về nợ xấu và góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.